Đấy, đã mua cho tặng nó phải những con đẳng cấp này các bác nhé, tặng bạn gái hay tặng vợ tặng bồ tùy. Những con này là không có đâu các bạn, muốn mua tìm không có đâu ạ. Đây ạ, bác nhìn thương hiệu của nó đây, con này được đính như hai viên đá nhá, hai viên đá luôn. Gerard V9 cái gì đây, được đính hai viên đá luôn ạ. Tặng nó phải ra tặng, chơi nó phải ra chơi tất cả viên đây, viên đá đâu ấy. Con này lên tay nó sang lắm, đằng sau đây còn nguyên tem luôn, còn chưa bóc siêu tem đâu bác ạ, à 1.600.000, còn chưa bóc cái siêu tem xanh trong này này, này cái siêu siêu, siêu xanh này em nhắc là tí nhé, bác nhìn này, thương hiệu của em nó chưa, đấy, tôi về Swift nhá, thương hiệu quá nổi tiếng rồi, ok chưa? Con này đi tặng, nhìn nhìn cái mặt mà phê chưa đấy, mặt không một vết xước nào đâu nhé, bác nhá, đây là vân vân tay đấy, vết tay của em đấy, không có một vết xước nào đâu. Rồi, bác nào nhu cầu liên hệ với em. Đây, quay như này cho bác nhìn nó mới thích. Đấy. Mà để 1.200.000 cho sướng đi. Đấy, bác.